Xin mời các bạn tiếp tục quay trở lại với sân bóng chuyền hơi trường tiểu học Cộng Lạc để chứng kiến xét thi đấu tiếp theo trong trận đấu kèo giữa đội Lẩu Cua và đội Lẩu Cá. Qua 3 xét đấu ở trong trận đấu thì đội Lẩu Cua đã thắng với 2 xét. Đội Lẩu Cá đã giành thắng lợi 1 xét và bây giờ hai đội sẽ đổi sân để vào thi đấu tiếp tục. Nếu xét này mà đội Lẩu Cua thắng thì đội Lẩu Cua sẽ giành thắng lợi chung cuộc. Còn đội Lẩu Cá mà thắng ở nước này thì đội Lẩu Cá sẽ tiếp tục được vào chơi xét chung kết. Một đều cho Lẩu Cá. Đây rồi. Anh thắng ơi. Thắng đâu không đi mà đánh người ta kìa. Ủa, sâu kìa. Hay. Đi rồi đi. Rồi đi rồi, còn lại phải ăn. Quá kìa. Quá sâu kìa. Đánh nhẹ như bú bỏ. 2-1. Đi đâu đi. Qua nhìn bạn yêu ạ. Chú yêu gạch nhá, tắm nhá. Quá. Hai đều. Hai đều gì đâu chứ. Đánh luôn này. Đánh được sao thì răng chết luôn đi chắc kìa. Yên tâm. Đánh đâu này chắc kìa. Hay lắm. Ai đấy cứ đánh được thì không đi đâu mà chắc. 3-2. Đội Lẩu Cua. Tập trung vô đập mạnh quá cháu. Quay như nó đập mình không đấm. Rồi, rồi. Rồi. Cứ đặt người kia thôi. Rồi, xin ngươi đặt khách nữa. Quá kìa. Quá kìa. 4-2. 4-2 cho Lẩu Cua. Đi một tiếng ra ngoài nữa thôi. Cứ cái đặt người kia thì để ra kia kìa. Cứ đặt người kia. Ra qua đây. Ra ngay ơi. 5-2. Càng không chạy đâu được. Đúng điểm yếu rồi, nếu đang vào đây chấp được lại đang quả. Nếu đang chấp được lại. Cái chuyện này ra thì đang anh đang bỏ mạng này. Được rồi, đánh nó bỏ đây này. Ui dồi, chị ơi. 6-2. Tao chết rồi. Tao trên thì chết chứ. Đổi ngay chứ còn nếu không đăng thức đấy. Đang bị chuyển đi rồi. Cái này, cái này. Trong kia cho bộ ngay. Chuyển ra lại như thế. Chuyển đây càng chết. Càng chết cái này. Anh đang đi dõi nhá. Đấy. Vậy hai. Chết. Đánh kéo. Đeo ơi. 3-7. Bóng trình nơi im mà nó có xoáy chứ đâu. Có xoáy chứ đâu. 4-7. Đây ai đó chỗ này. Tôi chạy. 3-4. Không chạy được mà đánh. Đánh đúng vào đô trình. Đây con triệu ông Thanh ơi. Chạy. Sang kìa. Ở đây rồi. Mà
Thành quá nhẹ quá. 6, 9 10, 6 16 Không cho họ lên 15. Đánh quyết đoán luôn. Xong rồi, đang kìa. Đấy luôn. Bạn ơi, góc đây. Đấy, đúng rồi, ơi, cái sai này góc này nó nốt. 11, 6 Cổ thoát đây kìa chứ. Anh đang ở đường cuốn. Thành không có gì này, thành không có gì này. Đây, đánh đéo gì nữa, ôi giời, ôi. Ôi giời ơi kìa. Ủa. Này, hấp con ơi. Hoàn Nguyên. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây. 71. Thì quá. Kéo đánh lên chứ, sang kìa. Đây rồi. Đây. Như năm ngoái nhiều đấy. Lần một quá. Mười, mười một. Ui. Mười một đều. Đúng rồi chứ.
Quá đầu đi rồi, đi kéo cây anh mạnh nữa. Năm bốn. Bắt một đèo nhá. Được rồi. Yên tâm đi. Cái này hai cái này. Đánh đi thật rồi. Sáu năm. Bảy sáu. Chưa có gì đâu. Hai đội đối sân. Thoáng đây, lúc đầu thoáng đây. Xét thứ năm bắt đầu. Yên tâm đi. Ôi giời. 1-0 cho đội lấu cá. Cái
Ai không? Sao lại chấp tay sớm thế? Anh hướng vác vào đấy. Sao vậy? Tám vậy đẹp quá. Cháu
giấu sâu. Giấu dưới cây không? Giấu dưới bạch, dưới bạch 2 mét là giấu thiếu được. Chín tám mười tám mười một tám mười hai tám mười hai tám chết mình đi mười ba tám mười mười ba mười một mười ba quay rồi thiệt thôi. 14 11 15 11 16 11 ông tôi muốn một cái đấy ông cũng đi đàn vàng chưa 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 phải sẵn làm thế hiểu không sao 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 mọi người chưa ai nhảy lên không có người nhảy tôi đang chăm người mua quá đây là hoài đấy 18 11 cắt đi không thể ngoài được rồi đấy khẩu trang đeo cầm đúng rồi 12 18 rồi
truyền được lên. Dương đâu? Dương đâu? Dương đâu? Ôi, sang kia, sang kia. Sang kia. Dương ơi, đây rồi. Ba chín. Mười bốn, mười chín. Mình không được cắt nhá, mình không để họ cắt. Rửa anh gì bắt đây. Đấu rồi chuồn. Đó, 59. 59. Rồi đâu được tâm rồi. Được rồi. 20, 15. Anh mình lại được 16-20. Bình thường mà. Cuốc quá đi. Đánh căng này, chuyền đập căng này. Cao đập căng này. Ai chuyền chỗ này? Đập căng này. Đây rồi. Hết rồi, hết anh rồi, hết rồi. Đập căng cái này, căng cái này. 21-20. À 21-16. Là điểm số của xét thứ 5. Chúng kể cuộc là nấu cá đã có nấu cua với tỷ số là 3-2. Trọng tài của chúng ta hôm nay là Đồng Phan.